Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chính. Thịnh Quân nhá hàng hậu trường đặc biệt, Lý Thấm cùng Nhậm Gia Luân bùng nổ chemistry siêu ngọt. Mới đây, bộ phim truyền hình mới Thịnh Quân vừa tung ra những hình ảnh hậu trường mới nhất, hé lộ tạo hình mạn nhạn của nữ chính Lý Thấm, cũng như những phân đoạn quay chung cùng Nhậm Gia Luân. Sở hữu vóc người mạnh mai, nét đẹp thanh thuần nhưng lại không kém phần sắc sảo, mỹ nhân Tân Hồng Lâu Mộng, diện lên mình trang phục cổ trang hay dân quốc đều rất hợp, hóa thân thành nữ chính Vu Đăng Đăng xinh đẹp ngút ngàn, không hổ danh là cô gái khiến nam chính lục phim say mê đến mức vì yêu mà ngủ một giấc dài cả ngàn năm. Đặc biệt, làn da mịn không tì vết của cô cũng đã góp phần giúp Lý Thấm trông càng thêm nổi bật, nhất là khi diện tạo hình nữ chạy trụ và trang phục có màu sắc rực rỡ. Trong suốt quá trình quay phim, có thể thấy cặp đôi chính là Lý Thấm và Nhậm Gia Luân đã có sự phối hợp rất ăn ý, mang đến cho người xem cảm giác phản ứng hóa học vừa ngọt ngào vừa lãng mạn. Cả hai trên phim trường cũng rất thân thiết, thường xuyên trò chuyện cùng nhau, lúc diện ánh mắt nhìn nhau cũng vô cùng tình cảm, khiến dân tình đều rung động bởi chemistry bùng nổ. Được biết, Thịnh Quân là bộ phim truyền hình lấy bối cảnh về thời dân quốc, có chứa nhiều yếu tố kỳ ảo, tiên hiệp. Nội dung tác phẩm này xoay quanh câu chuyện về nữ chính Vu Đăng Đăng, Lý Thấm, là một nữ chạy trụ trượng nghĩa rơi vào lưới tình của một người đàn ông bí ẩn tên Lục Phiêm, Nhậm Gia Luân. Lục Phiêm được biết đến là một sát thần tướng quân chính trực, ra tay quyết đoán nhưng cũng vô cùng ôn nhu thâm tình. Anh bị rơi vào giấc ngủ sâu cả ngàn năm, đến khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã xuyên tới thời dân quốc. Tại đây Lục Phiêm đã gặp được Vu Đăng Đăng và câu chuyện của họ cũng từ đó mà bắt đầu. Tuy nhiên điều đặc biệt là Vu Đăng Đăng không chỉ đơn thuần là nữ chạy trụ, mà cô còn vốn là một nữ thần mà Lục Phiêm say mê, đến độ vì yêu mà anh đã ngủ một giấc dài cả ngàn năm. Do IGE đầu tư sản xuất, kịch bản Thịnh Quân được chỉ đạo bởi Trịnh Vĩ Văn, người từng góp phần làm nên thành công của bộ phim Đình Đám Trần Tình Lệnh. Bên cạnh đó, phục trang sẽ do ekip từng làm việc cho Lang Nha Bạn, Hương Mật Tự Khói Xương phụ trách. Ngoài cặp đôi chính, phim còn có sự tham gia của các diễn viên như Tiểu Thẩm Dương, Trầm Hy Quận, Ngô Minh Tinh, Sương Long, Tống Văn Tác, Hắc Tử, Lại Nghệ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.